Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến. Buổi chiều hôm nay anh em sẽ chế biến về các món tổng hợp với ngan. Ngan xào lăn, ngan làm nộm tái đấy. Và ngan nấu rừng mẻ mắm tôm. Cái xương anh em cho nấu rừng mẻ mắm tôm. Hôm nay anh em thịt 8 con. Xin mời toàn thể quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến đồ ăn của buổi chiều này. Cái buổi chiều nay anh em làm về các món thịt ngan làm tái, ngan làm nộm, thịt chả lợn làm chả nhé, và cây chuối nộm lòng mề. Hôm nay anh em làm rất nhiều ngan nhé. Đây hôm nay anh em làm 8 con ngan để xào lăn nhé. Xương thì anh em cho vào nấu giả cầy. Đây, cho vào nướng tảng, bắt đầu anh em mới đi nướng cả tảng nhé. Xong là anh em mới cho vào xào để làm tái nộm. Ở dưới kia anh em vẫn đang tiếp tục mổ nha. Chả này nếu nướng được mẻ chưa hay nào đây? Đây là chả nướng nhé, chả lợn nướng. Có tay chua không? Nhà có tay chua không? Tay chua mày bỏ nó khoảng tầm chục miếng mày đun lên rịch cho anh ăn đủ đây này. Chuối trắng xóa giòn tan. Có ấy rồi, có muối rồi, có chay rồi. Chánh mà tay chua nữa. Nó nhiều quá cứ làm đi. Không bảo cứ làm đi. Cứ làm đi cho đây cho nói. Vừa trắng vừa ngon. Vừa trắng vừa giòn. Cái này là muốn một cái này là món nộm chuối. Rồi đun nước cây chua này ra. Chúng tỏ hai tay này cũng biết thái tay cắm lợn đấy nhỉ. Cây hôm qua hình như cây có một cây ăn cứng sâu sâu phải không đấy. Cây chuối này không phải cây nào ăn cũng được nha, chọn đấy về chặn nó bị sâu cháu ạ. Sâu thì không bao giờ giòn được. Đúng rồi. Ăn nó cứng đúng, kể cả làm thế này nó vẫn cứng, nó bị lốm đốm hết từ trong ra ngoài vàng khè kiểu nghệ ấy. Nó bảo bị sâu bỏ đi. Mà cây chuối này, cây chuối ấy ông đâu, cây chuối này bị ấy rồi. Cây chuối ngoài này buồng, có buồng rồi. Cây chuối có buồng để thầy lõi đây, phải buồng đây. Sao phải chưa? Đây loại này loại chuối rừng mà. Sao phải chưa mày này? Chưa có em đi chặt đây lấy đâu? Chưa sao phải chưa? Điện rồi, cái chó có những ai? Cứ tay chua giòn tan, vừa giòn vừa trắng. Hầu hết rồi tự bảo rồi còn ai nữa, còn Minh Hà đấy. Bà Liễu sáng nay bảo, bà Liễu gặp bảo nhưng mà chắc bà Liễu còn. Bà
Đây là con dao to đây thôi, còn dao bé làm hết rồi. Này đốt bếp than để nướng tảng nhá, nướng cái. Nướng tằm tái, còn cái món kia sáu lăn thì thế lặt vặt kia cho hết rồi làm sao ta lăn. Lại cho xem bên kia. Bếp của Cường không biết nướng hay sao này. Có cái mảnh ấy, có cái mảnh sắt đằng sau như ông Cường có cái mảnh đấy. Lại nướng thịt, lại đem vào cho nó. Nó hết luôn đấy, con than nhỉ. Đây là món ngan sáu lăn. Cái to ra bằng ơi, để tí cắt bé tít. Nó cái cổ nó chỉ có thế thôi. To ra. Nó dày lên là được, cái da dày dày lên vì không phải dài thế, dài thế ăn lại nghẹn. Ngạch thái nào xào nó lăn dốc lên, lên đấy. Đấy đúng rồi, thế thôi. Thế thôi rồi. Nó cái này nó quắt ngan non. Không được ngan già đâu. Vừa tầm mọc lông ống rồi. Chứ không phải là nó ấy đâu. Cái này có lấy không? Giờ còn mỗi ngăn mái nhỉ? Có mỗi con khoảng tầm 5 cân đấy nhỉ? Nó còn con ngăn đực già nữa. Đấy như con này còn được này, nhỉ sáng nhỉ? Thịt nó dày. Thích ăn ngăn đực nhỉ? Ăn được nó nhiều thịt, nó già ăn nó ngon. Ngọt thịt. Bỏ đi ở chú Nguyên đây, thịt lên rào đây. Bỏ đi ở khu vực này, thịt lên rào đây nào. Em vừa đi một vòng, không có đấy. Cái thịt tái đủ chưa? Chưa, cái nào cái dày đem đây anh ơi, để làm tái. Mỏng cho vào sáu lăn thôi. Thiếu thì bắt thêm một hai con gà trọi mà thịt xào lẫn. Chắc được. Hai lẫn đây được mà. Được. Thì anh đi bắt đi. Bóp xương mẹ có gì nhỉ? Đây. Để đi bắt đi. Đang ngồi lưỡi. Tuyên này, cậu bỏ hết cái xương này xuống kia cho Thanh nó chặt đi. Không nói gì đâu, chuẩn bị ăn mới nói. Kiếm được cái nồi để nấu giả cầy luôn, cái xương ấy. Nguyên chặt 8 bộ ấy, còn tiếng mới xong. Nó còn non đấy anh. Ngan nó phải tầm 5 cân thì bắt đầu nó mới nhiều thịt. Non. Đây là ngăn ngăn đen hết chứ phải không? Chắc trong bếp. Đây 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 có dao này. Đây tung cho. Bắt đầu. Bếp. Này anh em để cái xương để nấu cái giả cầy. Đây cái khố đuôi đem đây để cho anh em nó xào thái để cho xào lăn. Sau câu. Đưa cho sáng. Chỗ nào nặng nạc để nấu giả cầy, còn chỗ nào xương xương cho vào nấu canh băm to to tí.
mình nấu ấy. Em kiếm có nước lòng lòng. Nấu gà cả con vẫn ăn được đây. Thái ớt lớp đường này. Này nấu dùng canh à? Hay là ăn thịt này? Trang nó làm gì món này đấy? Nấu canh cá à? À lại lấy nguyên thịt đấy à? Qua xem một cái hộp đồ ấy, chắc là kiểu gì cũng còn hộp đồ nó găng tay ấy. Đấy, có thấy không? Thấy đâu đấy, em lấy găng tay ở đâu đấy chị. Đấy, có cái này là cái ngắn lên phải, nó không bỏng, đỡ bỏng. Mang đằng sau. Chạo à? Này lấy thịt để nấu giấm, chấm rau sống. Nhiều chứ? Đây đã một âu này rồi đây. Cho cái này cuốn nấu giấm chấm nó mới quện, toàn thịt. Không phải, nếu mà để cả cái kia thì xương lắm. Thì xương có ăn được đâu? Này anh em ướp cái chản nướng nhá. Này là lợn. Thịt lợn. Này anh em nướng riềng mẻ mắm tôm nhá. Hộ bà con trồng đường. Ừ. Nó quảng cáo mì chính còn làm thịt xương cơ mà. Cái gì nhỉ? Cái bọn nó Agi ngon. Ông làm của hôm ở đây chết dần. Agi ngon nó chuẩn từ xương à? Đậm đà và ngọt từ xương. Agi ngon. Chết dần. Mấy anh kiểu nghĩa đói hết luôn. Ngon từ thịt ấy, ngọt từ xương đấy. Cái cho vào đấy nó mới quay, bắt được cái món riềng vào đấy. Ồ. Một can này là tiền rất là 500.000 tất cả 10 lít cơ mà phải đâu những cái đứng ở chân này ơi nó ô phát mày mặn đấy. Ui đó cái gì đấy nhỉ? Chân gà. Ui trời lắm thế. Chưa. Chưa. Mẹ lắm ấy. Chua lắm đấy mẹ, tôi chua lắm đấy. Vừa chua quá. Đồ muốn phát nó chua lạnh như này. Nghe giọng phát đây. Già riêng non mẻ. Ít mắm tôm à? Cho thêm chín mắm tôm nữa. Cho thêm mắm tôm mày. Không cho ấy nữa. Làm này nó mới đều được. Đấy giờ ướp xong tí nữa xiên nướng đi đốt, tí nữa đốt. Mấy giờ rồi? 3 rưỡi. Đây rồi. Hả? Cho cái dầu màu vào. Và lấy nước mắm đi. Này. Chưa đem ra đây. Ướp dầu ăn vào đấy cho anh Thiên. Có rồi. Kìa, cho ít dầu ăn vào đây nó ngấm gia vị vào. Cháu mình cháy nhanh cái này.
bên chính kìa, bên nha. Tuấn nhưng mà chuyên đi chuyên bên kia rửa đến kia rồi. Đầy chuyên bên kia mà làm cháo cà phê. Cái này liệu đủ 15 mâm chưa? Đấy là những gia vị gì? Nước lên nó sắc hơn không ạ? Nhiên đi. Đốt bếp đi xong rồi. Bây giờ anh em bắt đầu đốt lửa lấy than để nướng cái món thịt tái ngan nhé, và món chả lợn nướng. Làm thì nó vội. Anh em mỗi người thịt thì nướng nhanh không thôi. Có mỗi món tái nướng để cho anh em nó thái thôi. Còn sớm như gì. Đây là món ngan nướng làm tái nha. Chắc nó dính vào đấy nhỉ. Chưa anh ạ? Nào chả ăn phải không? Cứ ăn trước đi, chỗ nào ai thiếu tí nữa mình không ăn nữa. Phải không? Cứ nếm đi chứ, nếu tí nữa mình không được ăn thì tối mình bỏ qua, tối mình không ăn nữa. Nướng tảng đấy mà chơi cầm cầm cả cốc thì. Bọn em đi ăn thịt trâu lúc nướng kiểu này, thằng nào thích ăn nào ăn. Ngồi ở bếp mùa đông ấy, 6 thằng làm 5 cân thịt trâu. Trong khi đó 8 giờ tối uống rượu xong mà 10 giờ hàng xóm thịt trâu là sang đã 3 cân về ăn không thấm đâu, lại làm 2 cân thế mà ăn hết. Cứ xì dầu mùi tạp. Nướng ăn nóng nó ăn nhiều lắm. Mình xào ra nó còn có mỡ miếng vào trong đấy, đây phần phần nướng ra xì dầu mùi tạp cải cay. Đấy cái miếng kia kìa. Đấy cái miếng kia kìa. Cái miếng ngoài cùng là anh ăn được rồi. Vừa làm tôm vừa làm xây. Nào anh không ngồi kia à? Không ngồi kia là được. Ngồi nhá. Cái gì mà sau lên dòng xưa đúng không? Đấy miếng kia em ơi, miếng thịt lợn đấy. Cháy rồi, dưới cái miếng này. Đặt miếng kia. Lên miếng thịt đây. Lợn này. Đấy. Cái này là ngan làm tái nhá. Anh em đã nướng chín, bây giờ cho vào nồi cơm điện để cho nó om nó chín thêm nhá. Giờ anh em đầu nướng cái món chả nướng nhá. Lâu lắm rồi. Bây giờ cứ pha bên này mà. Ai ấy tay ấy không đụng mấy khối. Cho ít dầu rượu. Cho ít than vào nào, cho ít than đuôi này. Tí nữa để cả cái tươi. Cả mắm tươi, mấy cây to. Dụng lá xong trên sạch chậm. Dạ ông nội của em hiện tại là ăn gần 200 cây chưa ông đã làm đâu. Ông cứ bảo là lấy phải khoan sao phải không anh? Phải khoan ra cho nó ra chậm. Khoan rồi. Nhưng mà có phải là cây nào khoan rồi nó ra chậm đâu. Có kiến nó đồng chứa được. Bây giờ là có cái thuốc để nó tạo. Nó do rất chậm. Bọn mình mua kiến thả mà nó thành bổ. Ông mà chính giờ là phải ra đây buồn rồi để phải ai bán. Điều rồi. Bỏ nửa cho bớt nửa đi. Gạt hết rồi, thoải mái rồi. Không được, được tí thoát được anh ạ. Tí nó chảy vào đó. Tính ra nướng kiểu này lại hay nha, lại nhanh. Đúng rồi. Lại không phải xoay gạt dễ. Xoay vất vả. Nhớ cái chân bông ngoài này con này. Cho thêm mà, cho chỗ tuyên đi. Nó ra cái thịt kia đây. Cho dịch ra ngoài, cho nó cái chín rồi. Hai bên góc ấy. Không hai cái miếng thì bảo mấy cái miếng vừa đặt vào ấy có nghĩa là để nó cho mấy miếng thịt kia ra góc ngoài đi, mấy miếng thịt thằng kia cái mát lòng trên rửa bát nhất đi rửa tay cho thêm mỡ vào nó nhanh nhanh đi tao mình lấy thịt rửa cháy.
Cô đó bảo yếu là lấy về xào thịt xào yếc ấy, hấp vào trong thịt để ăn nó mới khỏe người. Này là món chả nướng nhé, anh em đã sắp hoàn thiện nhé. Cái này là thịt cá anh em nấu giấm nha, giấm rau sống. Giấm ngoài kia đây. Đấy chưa? Này chẳng ngon nên sao nên nhỉ? Có cà chua không đây? Cho luôn nào. Thịt cá nấu giấm. Đổ nhiều à? Nấu nhiều bát ấy có phải một đấy đâu. Nấu nó phải chua chua ăn nó ngon. 15 bát mà. Ây, còn sót à? Ôi, đây cái miếng này đây, miếng này. Đây anh em trưng mẻ xong nhé. Có cả chua này. Này là thịt cái, anh em gỡ ra. Này là nấu mẻ chấm rau sống. Cái này tí cho ở dứa vào chứ. Này này chị bảo quấn này thì ngon sẵn. Đầu bếp ở đây rồi không ngon. Không phải lúc này nếu bọn anh để như thế kia nấu không ăn được. Chó. Ôi nó băm to quá. Dứa cho vào chưa? Dứa chưa. Dứa tí nữa cho sau cái dứa nó nhanh chín ấy. Đây là chai của tôi anh. Ngon nhỉ? Này tí nữa anh em cho dứa vào nữa là xong. Và món cá nấu giấm chấm rau sống. Đây anh em đang bắt đầu thái gia vị để làm món tái nha. Ngan tái. Không thấy gì đâu chú ạ. Đây anh em đã thái xong nhá. Đây là món thịt ngan làm tái chín hết nhỉ. Cho om ở đấy nơi chín hẳn đấy. Đây à. Đây buổi chiều nay anh em làm 8 con nhá. Con ngan, anh em làm món tái nướng này. À món sáu lăn. Lòng mề anh em cho nộm cây chuối. Này là anh em bắt đầu thái cái gia vị để làm nộm cái thịt ngan làm tái nhỉ, ngan làm tái. Cái này thì gồm có thơm gai,
hành khô, sả, gừng. Cái này tí nữa cái gừng, cái sả và cái hành khô để anh em sẽ cho lên chiên cho nó thơm, chiên qua mỡ cho nó giòn nó thơm. Cái này là hành tây và cà rốt nhé. Anh em cho vào cái món làm tái ngan của chiều hôm nay. Gia vị thì gồm có tỏi, hành khô và sả, cho thơm gai, đấy, gừng, có rất nhiều đủ các loại gia vị nha, và nước cốt chanh. Cái đấy cho canh bí à? Cái này không, bỏ nguyên đây, hành đây, tươi đây. Vâng, cho vào canh mà. Canh bí. Đấy đây. Bí đỏ đấy. Chưa ngan nấu bí đỏ. Cái này trộm hết rồi à? Ai chết quá. Ở đây rồi. Nướng anh. Gừng này. Gừng hơi to thôi. Này anh em cho thêm gừng nha. Thịt ngan xào lăn ướp để trong bếp ấy. Một mâm trên nhà ấy. Này anh em cho thêm hạt tiêu nha. Có mùi hạt tiêu và bốc nó lên mùi luôn, thơm luôn. Đây, rau thơm thì có rau thơm gai, rau mùi và các loại gia vị. Cái này là hành tây và cà rốt. Anh em đã ướp đá, thái ướp đá, ướp muối. Đã hoàn thiện món thịt ngan làm nộm. Đây là hàng độn như thế. Này, cuối cùng là anh em cho nước cốt chanh vào sau cùng nhá. Còn không, ngoài ra không thể thiếu món vừng nha. Món cuối cùng rắc lên trên. Tí đây anh em cho thêm anh. Ăn thì nó có chị em phụ nữ và trẻ em là không ăn được cay. Mình cho vừa tầm, mình ăn đâu mình cho vào ăn cái nêu nộm này. Phải cay cay là ăn ngon. Cứ cay cay. Còn cay. Còn tức là ra đòn đấy. Cái này nhiều đúng không? Nhiều phải không? Nhiều quá nó khô. Đỡ nước đang chảy. Mình hút bớt nước chanh này. Đấy, đây em cho vào xong là cho lên đĩa thôi. Khách bắt đầu đến. Đây cho nước cốt chanh vào rồi. Cho chưa? Cho rồi anh. Thế cho bếp để cho chị đây, đĩa đây. Bây giờ anh em đâu cho lên đĩa nha, đã hoàn thiện món làm nộm nha, ngan. Đây món nộm ngan nha, anh em bắt đầu cho lên đĩa nha.
công đoạn cuối cùng. Chú Tú bê lên luôn, chú Tú ơi. Câu à? Câu phải nếm cái này cho nó vừa ra vị. Có vừng không? Có chứ. Cái đường để mà cháu đổ đi chịp lại là... Làm mấy con khác. Đây là nồi là xương giả cầy của Ngan nhé, anh em cho vào nấu giả cầy nhé. Này anh em luộc cái tiết, cái này thì có mẻ, có bia, anh em đã om rồi nhé. Giờ anh em đảo đều lên, om. Lấy cái đây em ơi. Đây giờ anh em xào đỗ, xào món lòng ngan. Ô món nộm chuối là lên đĩa à? Cái này cho cả nộm cuối chứ phải không? Dạ. Cái này cho cả nộm cuối chứ? Đâu, sao đâu ấy? Quên nó ấy à, nộm cuối đây cho cái gì đây? Nộm cuối không thôi. À. Lòng mì ngan anh em xào với đỗ. Ê, hơi đầy. Đây là món canh đỗ ấy, xào lòng ngan đã xong. Cháy nước cá cho nó chưa? Đây giờ anh em xào ngan xào lăn. Xào lăn nhé. Xào không được lăn rồi, không lăn rồi nhé. Nó không ăn nó ngan lắm. Gia vị anh em cũng ướp sẵn nhé, nhưng mà vẫn phải có ít nước mắm mà để cho gia vị thơm. Cái này là ớt chuông và món cà rốt và hành tây, anh em cho vào để xào mấy món ngan xào lăn. Cô không bé mà.
Thôi cho nó vừa vừa ăn nó ngon em. Ăn thịt chính. Đây, anh em đã hoàn thiện món ngan sáu lăn nhé. Cái này anh em xào với cà rốt, hành tây và ớt chuông, ớt ngọt đấy. Anh em đã hoàn thiện. Buổi chiều hôm nay anh em làm các món về đồ ăn của buổi chiều tối nay nhé. Cái này là món giấm nấu cá này, và cái này là nộm cây chuối, và cái này là món nộm xào, cái này là món nộm ngan, món này là món rượu mật, xương ngan, món chả nướng và món ngan xào lăn. Xin mời toàn thể quý vị khán giả vào thưởng thức và cùng anh em chế biến đồ ăn của buổi chiều hôm nay nhé. Xin phép được tạm dừng video đây, hẹn quý vị khán giả tập tiếp theo của anh em trong kênh. Hãy vào đăng ký kênh ẩm thực Tuyên Quang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.